Vào mùa đông, các xã vùng ven Đông Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, nhiệt độ luôn xuống thấp ở mức rét đậm, rét hại, địa hình bị chia cắt. Vì vậy mà các trường phổ thông dân tộc bán trú luôn chủ động triển khai nhiều biện pháp để giữ ấm và phòng chống rét cho học sinh. Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Yên Thành, huyện Yên Bình có hơn 400 học sinh, 100% em là dân tộc Dao. Nhà trường có gần 250 học sinh hưởng chế độ bán trú, điều kiện gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Để chủ động phòng chống rét cho sức khỏe các em học sinh ngay từ đầu mùa đông, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chăn ấm, nước ấm và tăng thêm khẩu phần thức ăn cũng như các điều kiện khác để đảm bảo sức khỏe cho các em tham gia học tập. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch để tổ chức cho các cháu về chống rét. Thứ nhất là ăn, nghỉ, ngủ nghỉ và sinh hoạt ở tại trường, nhất là các cháu bán trú. Thì nhà trường đã thực hiện ba khâu. Khâu thứ nhất là ăn những thức ăn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và ăn nóng, ấm. Thứ hai nữa là nhà trường là phát động phong trào là che chắn gió, chắn gió. Và thứ ba nữa là ủ ấm. Trường mầm non Bạch Hà có hơn 250 cháu học sinh. Để chủ động phòng chống rét cho các cháu, nhà trường đã đặc biệt chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe, nhất là đảm bảo đủ chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của các em học sinh. Các cô là thường xuyên quan tâm, theo dõi các cháu trong cái việc ăn mặc, rồi là trong giờ ngủ thì cũng đã chuẩn bị tốt các cái như là chăn, chăn đủ ấm cho trẻ. Đối với các cái lớp mà có phòng ngủ riêng thì cô giáo đã thường xuyên là vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng để đảm bảo không khí trong lành cho các cháu, để giữ sức khỏe cho các cháu. Chỉ đạo các cái đơn vị nhà trường là có kế hoạch phối hợp với ban cha mẹ học sinh nhà trường, thế rồi chính quyền địa phương là có những cái hỗ trợ cho các em học sinh ở các cái trường bán trú để các em có thêm được những cái chăn ấm hoặc là có thêm được những cái dụng cụ để phục vụ cho các em học sinh vào cái thời điểm mùa đông của cái năm học này. Theo dự báo, thời tiết năm nay có những diễn biến phức tạp, thay đổi đột ngột, đặc biệt tại các địa bàn vùng cao có nhiệt độ trong thời gian tới sẽ xuống thấp. Vì vậy, các trường học cần có phương án sẵn sàng phòng chống rét khi nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt phải thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, giữ gìn sức khỏe trong mùa đông.